Rồi, hello anh em nha. Bây giờ là chiều ngày thứ tư nha anh em. Em tiếp tục lên sóng phụ tùng một chiếc 86 nha, xe 50. Đó, xe là màu xanh dưa ha, xanh dưa. Đây, cái mã màu đây. Mã là 117 nha anh em. Màu xanh dưa này có thể gọi là màu xanh dưa quốc dân á. Tại vì đa số á, khi mà anh em nhắc tới cái dòng xe 86 này ở Việt Nam á, thì phải nhắc tới là màu xanh dưa. Như hầu như là trong thị trường Việt Nam là cái màu xanh dưa này là cái màu được ưa chuộng nhất trong cái dòng xe 86 này. Đó, bây giờ em sẽ báo giá chi tiết từng món nha. Anh em cần món nào thì alo. Số em là 0933 207 208 ha. Đó, xe này thì cũng nói chung là cũng đẹp nha anh em, đời hấp năm 91 nè. 91 thì tới nay nó cũng đã 33 năm rồi ha mà còn được cỡ này. Anh em biết xe là nói chung cũng được. Vỏ là còn theo xe luôn ha, vỏ còn theo xe. Xe này mới đi có 9.000 nha anh em, 9.000 cây. Đây, 9.000 cây. Lý do mà mình tin nó đi 9.000 á là ở đây. Cái cần số anh em nhìn nè, chưa có mòn gì luôn nè, đó. Cần số chưa mòn gì luôn ha. Cái hai là vỏ còn theo xe nè, vỏ đó. Mòn tương đối là vừa phải ha. Có nứt theo thời gian, vỏ nhật đàng hoàng. Đây, vỏ nhật đàng hoàng nè. Đó, nên đồ thì nó rất là chất lượng nha anh em. Đồ 86 là phải gọi là thiên hạ vô địch nè. Anh em mà có chạy á, thì anh em sẽ cảm nhận được cái dòng 86 này á. Nếu mà tính ra mà đi xài á, là đi phải qua nhiều thế hệ á, nó cũng chưa hư nữa. Ví dụ từ đời ông nội, rồi truyền cho đời con, rồi truyền cho đời cháu luôn, nó cũng chưa xi nhê ha. Rồi, bây giờ anh em mình vô chi tiết từng món ha. Đó, bao tay nè. Bên đây là không có lủng gì hết ha, nó hơi dơ. Cái này về lấy xà bông á, lấy dưới bàn chải chà ra. Bên đây cũng vậy luôn, nó hơi dơ thôi. Cặp này em bán là 350 luôn cái ống ga nha, chỉ có xài được cho đèn tròn nha, đèn vuông là không có xài được. Rồi, cặp cùm đẹp, cùm có nút tắt đèn nha anh em, ba nắp đàng hoàng ha, có luôn cao su nè. Cùm này hiện bán là 1.200.000. Rồi, đồng hồ đẹp đúng 9.000 luôn, đồng hồ này thì 1.000.000. Đồng hồ cỡ này là rất là cộp ha, 1.000.000. Bàn thờ cỡ này là cũng rất là cộp rồi nha anh em. Bàn thờ gì là đẹp nha, bàn thờ này em bán là 1.000.000, bao với anh em là sơn riêng 100% ha. Bàn thờ 1.000.000. Anh em nào mà chơi những cái dòng 86 đời hấp nhiều, anh em mới biết kiếm cái bàn thờ đẹp thì rất là khó nha anh em, chứ nó không phải dễ như cái hàng custom. Tại vì cái này đã bằng sắt mà nó bị nắng á, hứng nắng á, nên nó dễ bị xuống lắm. Còn cái này nè, không có nổ gì luôn, nước sơn là còn nguyên hết luôn nè. Màu sơn thì rất là tươi luôn ha, 1.000.000 ha cái bàn thờ. Rồi, bốn món xài chung một chìa. Chìa này thì chìa sắt từ Nhật nha anh em. Này có cái cỏ bốn lá nữa, là biểu tượng may mắn của bên Nhật Bổn nha. Ở bốn món này em bán là 900 ha. Đời hấp nha, cái đời này thì cái phá điện nó sẽ là 4 giây ha. Rồi, quay cái bờ cổ đi ha. Đây, cái bờ cổ này là siêu cộp luôn. Bờ cổ này em bán là 700. Lý do 700 là nước sơn rin đẹp, tem đẹp, không có bị xuống màu. Ở dưới đây chưa có nứt gì luôn, họ mới xứng đáng với 700 ngàn nha anh em. Chứ bị nứt hoặc là không có tem thì không có bán giá đó được. Ở bên đây nè, còn nguyên. Tại vì cái này nó dễ bị nứt dưới đây lắm, xiết mà máy vô là chạy nó bị nứt dưới đây à. Còn này còn nguyên luôn ha, là 700 ha. Rồi, pha đèn này cũng siêu đẹp luôn, mặt dưới là chưa xét luôn nè. Đó, anh em mua cái pha đèn nhìn ở dưới thôi là anh em biết cái pha đèn đẹp hay không nè. Pha đèn này em bán là 1.300.000 nha, đầy đủ chui bóng nha, bóng sương mù đàng hoàng, bóng sương mù rồi có luôn ốc nha, 1.300.000. Rồi, ba ga mũi có xịt bạc chỗ này, ba ga mũi này thì giá xanh viên thôi, 250, vô xe cỏ ok. Rồi, cái mặt nạ này thì logo đẹp mà có răng nha. Đây, mặt nạ này bán là 900, có luôn cái bát nha anh em. Bát 86 thì rất là dày anh em nè. Bát 86 là cái màu này là giống màu như nòng súng nha, chứ không phải màu sơn đen. 900 nha, có răng anh em về muốn đi cạo ha. Rồi, vỏ gấp trước là 1.000.000, tuyệt đẹp luôn, phải nói là xuất sắc nha anh em, không có trầy trội luôn ha. Đó, vỏ trước 1.000.000 hay là đầy đủ bạc đạn và tán cổ.
Quá đẹp ha. Vô xe cộp như sức. Rồi 4 cọng dây này là 500, 4 cọng dây này thì anh em xài 81 86 DD, những cái dòng từ 92 đổ lại á. Rồi giò gà bên trong là 1,2 triệu. Giò gà này thì xài DM, DD, nói chung là xe cúp là xài chung hết ha. Đây, ốc là mới tinh luôn nè. Rồi cái về trước. Về này hiện bán là 600 ngàn thôi, do là nó bị nứt. Bị nứt ha. Bị nứt đây nè, đó. 600 ngàn thôi. Cái nào lỗi thì bán rẻ. Đó, chứ bị tróc sơn. Mấy anh em để những cái dòng đời thấp nè, anh em đi rửa xe thì mình kêu người ta xịt xa xa ra nha, xịt mà gần là nó bay hết á, tại vì nước sơn đời thấp nó dễ bị tróc lắm. Đó, mặt trước đẹp ha. Rồi, đạp hắn đời thấp tuyệt đẹp luôn, 500. Luôn cây đổ ha, đổ 7 màu nè. Rồi giờ đạp dưới ếch, giờ đạp này là vô DD là đúng hệ ha, đúng hệ ban nè. Giờ đạp này thì 300 thôi, có chữ ếch nè. Rồi cây bô này thì có mè nha anh em, bô goxi có mè, mè dạng muối tiêu ha, nhưng mà cổ thì muối tinh luôn nè, anh em nhìn cổ nè, đó, nó mè ngay từ ở bên trên, còn ở dưới là không mè, ở dưới là đẹp. Đây quay mặt dưới cho anh em coi nè, đó mặt dưới là tuyệt đẹp luôn ha. Đó cây bô này hiện bán là 1,6 triệu ha, chỉ có mè mặt trên thôi, 1,6 triệu là luôn bát ha. Rồi gấp sau đẹp, gấp sau này thì 600, xanh vỏ dưa nha anh em, gấp sau xanh vỏ dưa nè, cặp cớp. Nếu mà nói cái xe đi 9 ngàn á, là cái tại vì xe này anh em, khi mình đạp á là cái ống quần nó dễ bị quết lắm, nên bây giờ nếu mình nói xe đi 9 ngàn cũng có thể, tại anh em nhìn đây chỗ này nè, nó đâu có trầy nhiều đâu. Còn nếu mà cái xe đi trầy nhiều á là mỗi lần đạp cái ống quần nó quết qua một cái, mỗi lần đạp cái ống quần nó quết qua một cái thì cái chỗ này nó trầy rất là nặng luôn. Còn cái này nè, tem rồi nước sơn rồi mới tinh luôn ha. Đó cặp cớp này bán là 1,2 triệu ha, xuất sắc. Cớp 50 mà cỡ này là siêu VIP rồi. Bên kia là VIP hơn nữa. Quay bên đây trước ha, 1,2 triệu là có luôn ốc ha. Còn cái gấp sau là 600 có luôn cốt. Cặp phục xanh vỏ dưa ha, ống si thì còn khá thôi. Phục này thì 1 triệu, phục 86 thì nhúng nó ngon lắm nha anh em. Mình chạy mình cảm nhận được là phục 86 hình như nó nhúng ngon hơn phục custom. À, hoặc do cái sườn mình cũng không biết. Đó, cặp cột là 1 triệu ha. Ống si nè, đó. Luôn chân đẹp nè, chưa có bị đánh gì hết nè. Gấp sau là 600. Này cặp cớp là bên đây còn đẹp hơn nữa nè. Cặp cớp này ác chiến nha anh em, xuất sắc. Này dính vào cái két rồi ha, đó. Siêu cộp luôn. 1,2 triệu ha. Cần số hiện bán rồi. Rồi gác chân chống nghiêng này 600, nước sơn rin là hết. Nhưng mà được cái là đế nè, anh em nhìn cái đế nè, rất là dày luôn. Mình mua thì mình mua chất lượng á, thì mình mua coi cái đế ha. Còn nếu mà muốn mua mà bóng bóng thì xịt sơn đen là nó bóng thôi, còn cái này đế còn rất là dày. Chống đứng này thì 400, DD đúng hệ ha. Rồi hộp sên nước sơn rin 100% nha. Đó, đây có trầy xíu ha. Nói chung đời hấp là cỡ này là đẹp rồi nha anh em. Còn nếu mà đẹp hơn nữa thì giá rất là cao luôn. Nó tầm phải trên 2 triệu mới được một cái hộp sên đời hấp đẹp. Cái này em bán là 1,4 triệu thôi. Cái này thì vô xe mọc và hết bài. Anh em mà xài DD hoặc tem thì về mình đổi tem ha. Nó giống cái màu sơn giống cái phôi y như nhau. Nhưng mà nó khác cái tem thôi. Về mình có thể đổi tem. Rất là đẹp luôn. Rồi còn cái bốn cái củ nhan Atimonsi ha, đầy đủ nè, đế đầy đủ hết luôn. Em bán là 2 triệu. Atimon thì bắt buộc nó phải có nổ ha. Đằng trước là bằng sắt nè, sắt Rồi cái yên. Xe này nó bị lai cái yên của custom nha anh em, yên này đáng lẽ ra xe này phải đế đế sắt nhưng mà nó bị lai cái đế nhựa của custom. Yên này đế mút rin da bọc lại, em bán là 600, luôn bát ha, luôn hai con ốc. Đó. Mút rin thì ngồi rất là im luôn ha, ngồi im lắm. Rồi ba ga sau 86 này bán là 1 triệu, đúng hàng rin tháo xe nha, hàng rin chứ không phải là hàng Thái. Có nhiều chiếc xe mà bây giờ em thấy là gắn hàng Thái rất là nhiều ha, còn cái này là hàng rin đàng hoàng. Đó 1 triệu ha, nước si thì còn khá thôi. 1 triệu thì nói chung là mình vô xe nói chung là không không xấu cũng không đẹp, ở nằm ở tầm trung. Rồi còn cái đèn hậu này em bán là 800.
lý do là nó là đế sắt, nó sẽ có giá trị. Còn em muốn rẻ thì em muốn mua đế nhựa, nó tầm 500 ngàn à. Đế nhựa nó không có giá trị, này đế sắt đàng hoàng nè, đó 800 ha, đầy đủ. Rồi thùng xăng lớn, thùng xăng lớn này thì luôn báo xăng nha, luôn hai cái ống nè, luôn hai cái ống mới tinh nè, đó luôn cái báo xăng nè. Thùng xăng lớn này em bán là 1,2 triệu, tại vì anh em đi mua cái báo xăng này còn không cũng đã 700-800 ngàn rồi nè. Đúng báo xăng 86 nha, chứ báo xăng mà của thằng FI hoặc là MD thì nó rẻ lắm đó. Còn này đúng báo xăng 86, cái này nước sơn rin, tem rin, hai cái dây này đẹp luôn đó, 1,2 triệu. Rồi còn cặp bánh, bánh thì cốt bánh này cũng rất là đẹp, niền thì niền Araya tháng 4 năm 91, vỏ trước sau là vỏ Nhật ha, vỏ vỏ Nhật hết. Niền thì không được đẹp nha nè, đó nhưng mà dàn cốt là đẹp nè, cốt này thì vô DD là đúng hại nè. Niền thì không đẹp, câm thì nằm ở khoảng là cỡ 80% thôi, không được đẹp, câm là vừa vừa đủ chơi. Vỏ cái này được cặp vỏ Nhật còn dày, cốt bát thì đẹp hết, này dàn cốt bát là đủ tiền. Cặp bánh này em bán full hết luôn là 5,5 triệu ha. Đó này vỏ nè, mặt in sa băng, cốt bát nè anh em thấy không. Đó, cầm trước nè, nói chung vàng nước si của đời hấp nhìn rất là phê luôn. Niền trước thì nó cũng có mè, vỏ trước thì vỏ BS cũng do Nhật luôn nè. Đó 5,5 triệu nha, đầy đủ hết luôn, nhông sinh dĩa đầy đủ hết. Niền thì trước sau là niền Araya tháng 6 năm 91. Rồi còn cục máy, máy này thì em bán là 7,5 triệu. Máy 86 mà đi 9.000 cây thì anh em nghĩ là xứng đáng để chơi không? Tại vì nó rất là bền. Và cái hai nó đi mới có 9.000 cây à. Thì mình về mình đi biết chừng nào nó mới hư. Đó máy là bình xăng con đẹp nè. Boe đẹp. Đầu đẹp. Còn tem luôn nè. Lốc thì bắt buộc phải có nổ, tại vì đời hấp quá mà, ba mấy năm thì lốc cỡ này tương đối cũng vừa chơi chứ không có xấu ha. Đó đi đặc biệt là nó đi chuẩn 9.000 cây thì giờ mình chạy rất là sướng. Anh em nhìn cái kèn nè, kèn hai dây nó mới tinh luôn, kèn quá mới luôn, bình xăng cũng xanh lè luôn nè. Đó nhìn bình xăng là thấy tê liền. Ở bô e cũng đẹp luôn, đầu đầu nồi chưa mở ha, lốc bên đây nè. Đó cái dòng mà 50 ba số á, anh em mình đi nội hành thì nó sẽ đi rất là ngon ha, tại vì ba số mình đi cảm giác lúc nào nó cũng mạnh hết. Nếu mình đi nội hành á, mình đi 4 số thì đi nó hơi đuối. Còn nhắm mà đi mà cứ đi nội hành thì anh em nên mua cái dòng ba số này mình đi, tại vì cứ số 3 mình chạy riết á, nghe nó mạnh lắm. Đó 7,5 triệu, máy bình xăng con mua e kèn, cái bình xăng quá tơi, kèn quá tơi luôn. Máy thì im đừng nói tới luôn. Rồi bố ốc xe này em bán là 1 triệu ha. Nè ốc đờ hấp có số 0 nè, mấy con này nữa nè, rất là khó ha. Có luôn mấy cái lồng đền đây ha, ốc phuộc nè, có luôn hai con này nè. Nói chung là đầy đủ, lò xo đầy đủ hết luôn, ốc chống bẩn đầy đủ, 1 triệu ha. Để em nổ máy cho anh em nghe. Đi 9.000, 86 mà đi 9.000 thì không xi nhê đâu nha anh em, máy y như máy hùng mà. Đó hì hầm ha, rồi còn cái bẩn bẩn này thì là bẩn đời cao nha, người ta vô logo ở bẩn này em bán 1,4 triệu thôi. Bẩn này thì anh em vô 81 86 tùy ý ha, nó vô cái logo rất là đẹp luôn, 1,4 triệu. Bẩn đời cao á, nó sẽ không có logo mà này người ta đóng vô sẵn luôn, mình đi mua cái logo cũng đã 500 ngàn rồi, người ta đóng vô đẹp luôn, bán 1,4 triệu thôi. Rồi anh em cần món nào nữa alo nha, đường dây điện xe này là 1 triệu nha. Đó